anh ta xin chào tất cả mọi người mình là ren hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người phần số 2 phần học 200 câu tiếng hàn chủ đề về bệnh viện phần này cũng sẽ gồm có 15 câu và bây giờ mình sẽ bắt đầu nha mọi người 시자카기 전에 구두과 줄여 쿠쿠트로 줄여요 trước khi bắt đầu mọi người nhớ bấm like cùng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên ren channel nha 시자카시다 몸이 수서요 몸이 수서요 몸이 tôi bị đau nhất mình ở đây mình có mùm Mùm là mình hoặc là cơ thể của mình ha susita susita ở đây á, là đau nhất hoặc là các bạn uh, có cái uh, trường hợp mà các bạn xỉa răng á mà nó đau á. susita cũng là susita môn trong người mình bị đau nhất thì mình sẽ dùng mùm mi môn mi su chòi đau nhất susita y như là bị kim chích vậy susita môn mi tôi bị đau nhất mình 눈이 따가워요. 눈이 따가워요. 눈이 따가워요. Mắt tôi bị đau rát. Bị đau rát trường hợp như là mình uh, bị cái gì vô mắt mà mắt mình bị đau rát thì mình dùng là ta cấp tà. Ta cấp tà. trường hợp mà mình, mình bị, phỏng tay mình bị đau rát mình cũng có thể sử dụng là ta gấp tà được không? Ta cấp tà. Ta Đau rát. Nè, nun ở đây là con mắt của mình ha. Hoặc là mình có thể có nghĩa khác đó là tuyết. Là... Nun trong trường hợp này đang nói về bệnh nên là tuyết không phải là tuyết ha Nuni, ta gấp rồi từ góc của nó là ta gặp tà đau đau rác ha ta cấp tà khi chi đu vô thì trường hợp bạch chim là bi ướp khi gặp nguyên âm tức là trong trường hợp này mình đang chia trường hợp a o vô thì bi ướp sẽ bị biến thành u sau đó mới chia u thì sẽ cộng với o vô và mình sẽ biến thành là ta cao vô ta ca vô mắt tôi bị rác quá tiếp theo sirogi <laughs> đã mắt tôi bị kém đi hoặc là cái thị lực của tôi nó bị giảm đi siro siro ở đây là thị lực của các bạn khả năng nhìn của mình là gọi là <laughs> ba ba cái gì đó trở nên như thế nào đó thì mình có tính từ cộng ao trở nên như thế nào đó thì ở đây mình có tính từ là nạp pūta nạp là tồi tệ không có tốt xấu các bạn nạp thì trong trường hợp này nạp trở nên xấu đi trở nên tồi tệ đi si do ghi nạp ở đây mình chia quá khứ đã vì cái trường hợp đó mắt mình nó đã bị kém đi rồi thì mình sẽ sử dụng quá khứ si do nạp mắt tôi bị kém đi cái từ nạp này mình cũng có thể sử dụng Uh, cho rất là nhiều trường hợp ha ví dụ như sáng gì đã tình huống trở nên xấu đi chẳng hạn mình cũng có thể sử dụng đã passel tiếp tục 눈이 충혈됐어요 눈이 충혈됐어요 눈이 충혈됐어요 tôi bị đỏ mắt tức là trong trường hợp này mình có 충혈 충혈 tức là mắt của mình nó bị sung huyết á tức là nó bị mắt ở trong mắt mình nó bị đỏ lên á thì thường gọi là 충혈 sưng huyết ha 되다, 비, đã bị đó, mình c h i t h quá khứ, đã 눈, 나 눈이 충혈됐어요. 충혈, 충혈됐어요. 충혈, 충혈 네, 혈, 아니라, 뭐라고 그 충혈됐어요. 비숭희, 비 đỏ 막. 디페요. 눈이 가려워요. 눈이 가려워요. 눈이 가려워요. 막또 맹울. Bị dính cái gì đó hoặc là bị con gì nó 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 đậu vô mắt mình á Thì mình có trường hợp là Gà rớp ta ta này là ngứa Mình sử dụng tay chân mình bị ngứa Bụng mình bị ngứa Cái chỗ nào của mình bị ngứa Thì mình cũng có thể sử dụng là Gà rớp ta ta Bị ngứa 눈 Mắt 눈이 가려워요 Mắt tôi bị ngứa quá. Tiếp tục Núni Áp 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 ở trường hợp này mình sử dụng tính từ là 아프다 Bị đau Mình bị đau cái trường hợp nào đó Bị đau cái chỗ nào đó Mình có Cái chỗ đó Có và chim cộng y Không và chim cộng ka 아프다 Trong trường hợp này mình đang hướng dẫn là Bị đau mắt 눈이 아파요 눈이 아파요 Mắt tôi bị đau 아프다 기지르요 Thì nó sẽ biến thành 아파요 Tiếp tục 눈에 안약을 떠요 눈에 안약을 넣어요. 눈에 안약을 넣어요. thuốc nhỏ vào mắt vào mắt. Ở đây mình có đầu tiên mình có động từ là nọt thả. thả ở đây là bỏ vào, để vào, đút vào tha. Bỏ vào đâu đó thì còn có danh từ e tha. Vào đây nào đây? Đứng vào mắt. Bỏ cái gì đó các bạn? Bỏ cái ư nè. Bỏ cái để mình ghi ngữ pháp nha. Nội thả, Nội thả. Ở đây, bỏ cái danh từ 1 vào cái danh từ 2. Bỏ một à để cái một nè vào cái danh từ 2. Thì trong trường hợp này, bỏ thuốc nhỏ mắt vào mắt tức là mình nhỏ thuốc nhỏ mắt vào mắt á. Anh, à, ở đây là mắt nè. Giặc ở đây là thuốc nè. Anh à, nhá anh à, nhắc mình đọc mình luyến chữ bạch chim chữ nào lên ha. Anh nhá Mình sẽ là anh nhá 안약을 넣어요. 뭐, bạc là nhét thuốc vào mắt mà mắt. 눈에 안약을 넣어요. 계속. 눈병에 걸렸어요. 눈병에 걸렸어요. tôi bị bệnh về mắt hoặc là tôi là bị bệnh đau mắt chẳng hạn thì mình có thể sử dụng là 눈. 눈 đây là con mắt ha. 병. đây là bệnh, bệnh về mắt. 눈병. À. bị bệnh gì đó thì mình có là danh từ e cái tên bệnh á colida bị đau mắt 눈병에 걸렸어요 à. chia thì quá khứ à, vì là mình đã bị rồi đã và đang bị thì thường người hàng sẽ chia thì quá khứ ví dụ như là trong trường hợp này tôi không có bị đau mắt nữa mà tôi bị cảm thì mình có thể 타이눈병이 감기, 감기에 걸렸어요. 감기에 걸렸어요. 네, 눈병에 걸렸어요. 뜻해요. 소화가 안 돼요. 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 소화가 안화가안 돼요. 소화가 안 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 돼요. 소

mình có cái cụm ngắn ngắn á, mình bỏ ra thì là có là petalada. người hay nói la mình đọc là petalada. Vì sao? bà chim là r, theo sau là n, thì chỗ này mình cũng biến nó thành chữ r và mình đọc thành l ha. 배 thallassio. 배 thallassio. nè tức là bị tiêu chảy hoặc là mình có thể nói đầy đủ. 배탈이 났어요. 오늘 100뭐200 눈은 100 뒤에 100 100 100 뒤에 100 100 뒤에 100 100 뒤에 100 100 배탈이 났어요. 득도 병원에 실려 갔어요. 병원에 실려 갔어요. 병원에 실려 갔어요. 나도 100 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 1 0 đã đưa đi vào bệnh viện tức là mình đang bị bệnh cái sao mình gọi yêu ở hàn quốc á, mình gọi uh, xe cấp cứu là mình gọi yêu yêu chọn này rõ không có này chưa có sao đã đưa đi bệnh viện thì trường hợp này không có này là trường hợp mình thấy rất là nhiều khi mà quay về cái cảnh mà bệnh viện trong tivi á thuận quên quên là bệnh viện ha e đưa đi đâu đó mình Uh, chở đi đâu đó, xin lo cả trường hợp xin lo cả tà này là cái từ đưa đi á, đưa đi, chở đi ha, chở đi. trong trường hợp này mình thường dùng cho chủ đề bệnh viện, xin lo cả tà, lo cả tà, đưa đi vào bệnh viện. e này là vào á, hoặc là đến bệnh viện, đến, đến cái danh từ. tiếp tục. 회복됐어요, 회복됐어요, 회복됐어요 vô tôi đã hồi phục ví dụ như là mình vô bệnh viện nhập viện khoảng tuần cái huyết bây giờ tôi đã hồi phục rồi tôi đi về nhà vô thể đã thể ở đây là hồi phục mình chia thì quá khứ đã tôi đã hồi phục rồi huyết vô tiếp tục phụ gia công nghệ sinh ra phụ gia sinh phụ bị tác dụng phụ, bị tác dụng phụ ví dụ, dụ như sao? Bình thường mình uống thuốc thì nó bị hết bệnh nhưng mà ví dụ như mình uh, bôi thuốc, bôi kem lên cái nó tác dụng phụ cái chỗ mà mình bôi đó, nó lại sưng lên hoặc là ngứa chẳng hạn, mình uống thuốc cho mình cảm giác ngứa ngáy chẳng hạn thì cái đó những cái đó gọi là phù gia chung, phụ ở đây mình nghĩ là phụ, chakun, chung ở đây là tác dụng. Khi mình đọc mình luyến chữ cờ lên đây ha, mình sẽ đọc là chung 작용 부작용 딱용고 생기다라 xảy o ặ c là 이 t á d ụ r d 생기다 부작용이 생겼어요 메이다기 움 불명증에 걸렸어요 불명증에 걸렸어요 Tôi bị chứng mất ngủ Có nhiều người sau khi sinh em bé Thì canh em bé suốt đêm, suốt ngày Cái bị mất ngủ luôn Thường là Tới giờ ngủ mà không ngủ được Gọi là Là chứng bệnh mất ngủ Bị cái gì đó, bị bệnh gì đó Hồi nãy mình có nói là danh từ E-colita mình, hồi nãy mình có bị bệnh mắt á, nghe khỏi ra sao để trong trường hợp này nhân chứng mất ngủ bị chứng mất ngủ phim nhân nghe khỏi ra đã đang bị nên mình chia thì quá khứ là đã tiếp tục câu cuối cùng ngày hôm nay Su bỏ coi uống thuốc ngủ uống thuốc an thần mà uống thuốc ngủ thì mình có là suchè uống thuốc ngủ nhiều quá là ngủ luôn á nha mọi người xuống trẻ người hàn quốc người ta không có bán nhiều thuốc ngủ ở bệnh viện mà mỗi lần người ta bán một ít thôi ạ xuống trẻ là thuốc ngủ à tà thường thường là uống thuốc á, thì người ta sẽ không dùng làm bạ si đà mà người ta sử dụng làm bọt tà nên là uống thuốc gì đó thì thuốc đó mình cộng với bột tà sử dụng bột tà tự ăn với nghĩa là uống trong trường hợp nha 수면제를 먹어요. 또또 네, 오늘 영상 여기까지만 합니다. 수고 많으셨습니다. 다음 시간에 또 만나요. 안녕히 계세요.